Kim này Boutique Wear nè, đẹp lắm luôn. Thật. Xích này đẹp lắm luôn. Em mặc không vừa. Cái này nó để size M nhưng mà nó nhỏ lắm, nó nhỏ lắm. Anh M nhưng mà em mặc không vừa, tích em nó bự. Thật sự, cái set Thiên Kim này xịn. Nè, chị quấn 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 lên á, mấy chị hình dung ra được cái kiểu không? Nó xịn lắm. Quấn 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 vô cái vòng eo. Đó, xong rồi cái áo này bận ở trên. Đẹp quá. 80. Set 50, set 50 là set nào á bé ơi? Set 50 là set nào á? Có thâu lại được không? Dây nịt có thâu được không? Dây nịt này hả? Eo 60 hả? Cái này nó có lỗ sẵn. Em coi cái lỗ nhỏ nhất là bao nhiêu đi ha. Lỗ nhỏ nhất là bao nhiêu đi ha. Nha, em coi lỗ nhỏ nhất là bao nhiêu. Cái 80 hết rồi. Bà kia chị ấy chị chốt trước rồi. 80. Cái đó là của Thiên Kim Boutique Wear luôn á. Thiên Kim nào không có rẻ đâu mấy bà. Cái dép đó. Rồi để em đo coi là cái vòng eo này bao nhiêu nha, là em biết rồi. Nó có lỗ sẵn nè. Không, cái này đơn giản lắm, chị lại ngay chỗ cái người ta làm như là tớ kêu người ta bấm cái lỗ cái là được à, có gì đâu. Thì em nghĩ là vậy. Cái này hồi lúc trước em có cái đồ bấm bấm lỗ dây nịt nữa không Vi, mà không biết đâu rồi. Hồi lúc trước em mở shop quần áo em có mua một cái sợi dây nịt eo này 70. Vòng theo cái vòng eo này là tầm 70. Lỗ nhỏ nhất của nó là 70. 60 là chị phải thâu hoặc là chị bấm lỗ thêm. Phải bấm lỗ thêm chứ nó 60 ơi 70 á, còn 60 là chị mua như nịt vậy, chị phải bấm lỗ thêm hoặc là chị thâu khúc đầu thì mới được. Chứ của nó có lỗ sẵn như đó à. Rồi đây set này đẹp nè mấy chị. Thì thâu là được à, thâu là được á. Bạn về bạn thâu đi. Rồi đây. Ba sợi tính 60 ngàn là rẻ lắm mấy bà. Lấy hết đi giùm tôi đi mấy bà. Để tôi tính tiền ta chứ để dăm bơ vậy má hoài luôn á. Đó, đây nè mấy bà, siêu đẹp luôn. Là nào lấy em để cho mấy chị cái set này không đẹp không lấy tiền. Để mấy chị hả, set này hả, 50 luôn đi. Set này 50, trời ơi, hàng niêu chất không đẹp không lấy tiền luôn á. Rồi set 50 ngàn. Ôi dễ thương quá mấy bà, 50. Lấy cho em cho hết đi nè, 50. Không, có nha. Mở được. Mở được mà. Nè. Cái đầu dây này nè là nó có cái lỗ. Xong rồi mình sẽ đóng cái lỗ, mình dời vô xong mình đóng cái lỗ lấy ra được nha. Cái này nó không có liên quan gì. Được, lấy ra được á. Theo nghĩ là được, không biết nữa, chị về chị kêu người ta làm thử coi. Chứ giờ em không biết. Em hồi đó em bán nha, em bán là em có cái đầu bấm lỗ thôi, chứ còn thâu cái đó là mình lấy cái kéo mình thâu rồi mình thay vô. Cái nói chung là mấy người mà ta làm chuyên làm á, ta gành lắm, còn em không có làm nên là không biết. Nói chung là em nghĩ là được hết à, không có gì không được hết á.